Nét tinh xảo của cổ vật Triều Nguyễn lưu lại hơn một thế kỷ nơi xứ người. Sau khi được một doanh nghiệp trúng đấu giá hiến tặng, hai cổ vật quý hiếm gồm mũ quan đại thần Triều Nguyễn và áo Nhật Bình cung tặng sẽ được tỉnh Thừa Thiên Huế triển lãm miễn phí để du khách có dịp chiêm ngưỡng. Theo tiến sĩ Phan Thanh Hải, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là một địa phương đầu tiên tham gia đấu giá cổ vật ở nước ngoài cách đây hàng chục năm. Thừa Thiên Huế có cả thất bại và thành công trong nỗ lực đưa cổ vật hồi hương. Giới chuyên môn đánh giá, chiếc mũ quan đại thần Triều Nguyễn rất đẹp và còn gần như là nguyên vẹn. Tháng 10 năm 2021 trên sàn đấu giá áo Tinet của nhà đấu giá Belis, Tây Ban Nha, một chiếc mũ được cho là của quan đại thần Triều Nguyễn được đem ra đấu giá và đạt mức giá kỷ lục hơn 600.000 euro, khoảng 14,8 tỷ đồng. Sự kiện đã tạo ra sự quan tâm rất lớn của báo chí và dư luận của Việt Nam. Hộp đựng mũ hình hối chủ nhật đứng bằng gỗ, có đế, nằm theo mô típ cung đình, bốn mặt vẽ tứ linh, đế hộp chạm chỗ dây hoa lá cách điệu, bốn mặt đều như nhau tạo thế chân quỳ, quay hộp được chạm chỗ hai đầu gồng ở hai đầu, toàn bộ hộp gỗ được sơn son hép vàng. Do nhiều điều kiện, tỉnh Thừa Thiên Huế không trực tiếp tham gia buổi đấu giá, nhưng điều khiến dư luận và nhiều nhà nghiên cứu bất ngờ, chủ nhân chúng đấu giá cổ vật này là một doanh nghiệp của Việt Nam. Mũ có hai cánh chuồng, nhưng trong tình trạng được tháo rời. Hai cánh chuồng có hai họa tiết trang trí giao long, mặt ngang cực kỳ tinh xảo. Trước thân cánh chuồng đều có bốn con giao long. Vành mũ có chu vi 59,2 cm, cốt mũ là bằng lông đuôi ngựa màu đen, trang sức trên mũ bằng vàng từ khoảng 8,5 tuổi. Sau khi chúng đấu giá, doanh nghiệp này đã hiến tặng chiếc mũ quan đại thần Triều Nguyễn cùng với chiếc áo Nhật Bình. Hiện vật cũng được đưa ra đấu giá cho tỉnh Thừa Thiên Huế để trưng bày bảo tồn. Mặt trước mũ có 8 chi tiết trang trí, trên cùng là bát sơn chạm trổ, chi tiết hai giao long trầu hoa cúc. Dưới cùng là một bát sơn trang trí hai giao long hình hoa cúc, ở giữa mắt chi tiết hỷ linh mài lục lăng. Mặt sau mũ phần trên là một hoa cúc gồm có dây cúc cuộn thành hình tròn, có hai giao long trầu vào, ở giữa có quy khỉ tinh mài lục lăng. Dưới hoa cúc là một phù hiệu hình thánh, giữa thánh mắt một chi tiết hoa cúc và hỷ linh mài lục lăng, cũng theo mô típ hai giao long trầu hoa cúc. Ngày 9 tháng 4, hội đồng giám định cổ vật do Sở Văn hóa Thể thao đã tổ chức buổi họp đánh giá hai hiện vật. Theo các chuyên gia, đây là chiếc mũ rất quý, về hàng quan đại thần hàm trên nhất phẩm, có giá trị lịch sử văn hóa và mỹ thuật cao. Theo thông tin ban đầu, đây là hai hiện vật được cho là cổ vật thuộc Triều Nguyễn, được chế tác trong giai đoạn khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, gồm một chiếc mũ quan đại thần kèm hộp gỗ đựng mũ và một áo Nhật Bình được cho là thuộc về vật cung tặng của triều đại này. Áo Nhật Bình có niên đại khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Nhìn chung đây là chiếc áo bậc cung tặng bậc cao trong cung. Màu sắc và trang trí độc đáo, là hiện vật quý hiếm có giá trị cao. Họa tiết trang trí chính của áo là kiểu đoàn lan hàm họ, hai chim lon bố trí trong hình tròn gắn với chữ họ, được bố trí cùng với mô típ bát bủ và hoa lá há liều đặn ở trước và sau áo. Cài cổ là hai miếng kim loại hình chữ nhật màu trắng đã bị oxy hóa, hai bên chính giữa cổ áo hiêu hoa văn hỷ ba và hình bốn chim lon. Tiến sĩ Phan Anh Hải cho biết, đây là hai cổ vật quý hiếm có giá trị văn hóa lịch sử cao. Sau khi tiếp nhận, các cổ vật này được bàn giao cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để tổ chức bảo quản trưng bày miễn phí cho du khách từ ngày 17 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những thông tin hay và bổ ích nhé. Xin cảm ơn các bạn.